Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 347 của bộ truyện Tin Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Hoa Tư Nương Nương mang theo đám người, trung nhạc, bơi về phía bờ đối diện của Đạo Hải. Phiến Đạo Hải này rộng lớn khôn cùng, nhưng cũng có điểm cuối. Không bao lâu sau, Hoa Tư Nương Nương đã bơi được phân nửa lộ trình. Đột nhiên, đám người chợt nghe được phía trước có thanh âm truyền tới. Đám người bay lên cao, nhìn về phía xa xa, không khỏi thoáng ngẩn người, chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một con đại xà, lưng to lớn, khôn cùng, trên lưng chở theo mấy đạo thân ảnh đang lúc du động ở trong biển. Chính là Hoa Tư Nương Nương. Trung nhạc thất thanh nói Đám người trên lưng của nàng chính là chúng ta Càn đô thần vương cũng kinh hô Con đại xà to lớn khôn cùng kia Lại chính là hoa tương nương nương Mà trên lưng của hoa tương nương nương Chính là đám người trung nhạc Càn đô thần hậu và phong ngũ trung Trên chán con đại xà kia Còn có một con tiểu long Mà trên bả vai của một gã trung nhạc khác Còn có một con tiểu long quy Còn không phải chính là đám người bọn họ hay sao Tỷ tỷ nơi này thật sự là khảm thủy hải hay sao thần hậu nương nương đột nhiên hỏi hoa tư nương nương mở mịt lắc lắc đầu lên tiếng nước biển này rõ ràng là tiên thiên khảm thúy không có khả năng sai lầm được ta chính là sinh ra từ trong hoa tư khảm thúy phong ngữ trung nhìn về phía trung nhạc hỏi sử đệ có phải là thời gian thời không sai lệch do đại đạo trụ quang và đại đạo vũ thanh hình thành hay không trung nhạc lắc lắc đầu không phải đâu mà lúc này hoa tương nương nương và đám người trung nhạc đối diện cũng đã phát hiện ra bọn họ không khỏi ngẩn ra đột nhiên khi thấy hung hăng giết tới con tiểu long nằm ở trên chán hoa tương nương nương đối diện kia học ra một đạo lôi đình cười lạnh một tiếng phiến đạo hải này quả nhiên là quỷ dị không ngờ lại phục chế chúng ta giết không cần lưu tình trung nhạc và phong ngũ trung lướt nhìn nhau một cái thân hình hai người đột nhiên giao thoa phân ra vô số cỗ phân thân cấu thành đại trận đạo giải thần thông đạo giải nhất thầy bạo phát chính diện mà thống kích đạo giái trên lưng đại xà đối diện một gã trung nhạc và phong ngữ trung khác cũng đột nhiên thân hình đan xen giao thoa phân ra một đống phân thân đồng dạng cấu thành đại trận đạo giải uy năng dâng trào khôn cùng va chạm trùng kích nhấc phiến đạo hải này lên một đạo cự lãng ngập trời đánh thẳng ra bốn phương tám hướng cùng lúc đấy trên lưng hai con đại xà hai vị càn đô thần vương nhất tề bạo khởi 19 thiên đạo từ trên thiên không ụp xuống uy năng tiên thiên thiên đạo vô cùng hảo hãn chém thẳng về phía đối phương hai vị thần hậu nương nương giơ tên lên hai khối tinh lục xuất hiện âm ầm va chạm khôn thổ trầm trọng khí huyền hoàng chấn áp hết thảy mọi thứ ép cho hai vị nương nương đều rơi lên một tiếng ở phía bên kia hai con tiểu long lôi trạch cũng đang dựng thẳng vảy rồng toàn thân râu tóc tung bay đánh giết cùng một chỗ tiểu long tuy rằng nhỏ thế nhưng lại vô cùng linh hoạt đều quấn người ở trên hai cây tiên thiên quả thụ ra sức mà đánh giết. Thân hình của Trung Nhạc và Phong Hữu Trung không ngừng giao thoa, di chuyển, biến ảo. Thần thông trong tay cũng không ngừng thay đổi, không còn là đạo giải. Trung Nhạc một đao táng đạo, đại khí bằng bạc, rất có khí khái mai táng toàn bộ đại đạo, khiến cho đại đạo vỡ nát, tan rã. Mà Phong Hữu Trung thì lại thi triển ra thiên hạ đạo thống. Hai loại đại thần thông này đều vô cùng lợi hại. Một lần nữa va chạm với Trung Nhạc và Phong Hữu Trung ở đối diện. Nào ngờ Trung Nhạc và Phong Hữu Trung ở đối diện về mà cũng thi triển ra chiêu thức Tương đồng giống nhau như đúc uy lực cũng không chút khác biệt Khó có thể phân ra cao thấp được Thật là cổ quái mà Trung Nhạc Trong lúc vội vàng đỏ mắt quan sát bốn phía Chỉ thấy hai vị hoa tương nương nương Cũng đang chém giết kịch liệt với nhau Hai vị thần hậu nương nương Quấn lấy nhau cùng một chỗ Hai vị càn đô cũng khó phân biệt thật giả Mà Tiểu Long lôi trạch càng khiến cho hắn Không thể nhìn ra ai mới là lôi trạch của thần chân chính phiến đạo Hài này không khỏi quá cổ quái rồi trên trán của hắn thoát ra một tầng mồ hôi lạnh đột nhiên nghĩ tới địa phương chính mình đang đặt chân vội vàng cao giọng nói ta biết rồi khảm thủy hải nơi này đã thấm nhuần đại đạo luân hồi nói một cách chính xác là luân hồi hải chúng ta đặt chân vào trong biển là đã trúng chiêu của luân hồi hải đã bị luân hồi hái tiến hành luân hồi một lần thần hậu đương nương cả giận nói biết rõ thì có ích lợi gì đấy chúng ta đối diện còn phải có phải là chúng ta hay không kìa không phải thần thông của trung nhạc đột nhiên thay đổi một đao chém chích sang một bên chém về phía hai cây tiên thiên quả thụ ở gần đấy một cây tiên thiên quả thụ trong đó răng sắc một tiếng bị chấm đứt làm đôi một cây tiên thiên quả thụ còn lại thì bị chém bay trung nhạc lại cô đao chém một cái một con tiểu long trong hai con tiểu long lôi chạy kia nhất thời bị chém đầu chết oan chết uổng thân thể chìm ở trong biển con tiểu long còn lại nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn thổi dâu trừng mắt hét lên tiểu tử thối ngươi không sợ chém lầm hay sao lần hồi hái không phục chế được tiên thiên quả thú cho nên ta tuyệt sẽ không chém lầm trung nhạc thu đao nhàn nhạt nói một câu đại đạo lân hồi còn có rất nhiều địa phương chưa biết nhưng lại có thể phục chế được những cường giả cấp bậc như bọn họ không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi quá là giận cả người phải biết rằng đám người bọn họ đều là tồn tại tiếp cận đạo thần hoặc là cấu thân của đạo thần ngay cả những tồn tại cường đại như vậy cũng có thể bị luân hồi hải phục chế quả thật là khiến cho bọn họ phải luống cuống tay chân bất quá luân hồi hải có thể phục chế được bọn họ nhưng lại không phục chế được tiên thiên linh căn tiên thiên quả thụ chính là một trong những kiểu đại linh căn thời điểm ban đầu lúc vũ trụ mở ra nếu ngay cả kiểu đại linh căn cũng có thể phục chế được Vậy Trung Nhạc tình nguyện để cho nó phỏng chế ra hàng trăm, hàng ngàn gốc, mỗi người một gốc. Nếu đã không phục chế được, vậy tiên thiên quả thụ bị chém đứt chính là giả. Tiểu Long lôi trạch trên cây cũng là giả. Bị hắn một đao chém rơi đầu cũng sẽ không sai lầm. Đại đạo luân hồi không có khả năng bao quát được hết thấy. Chúng ta được. Nếu như luân hồi thật sự có thể bao quát được hết thấy, trưởng khống được hết thấy. Vậy chúng ta còn cần tu luyện làm cái gì nữa đây? Trực tiếp luân hồi là được. Chém! sau đầu của trung nhạc đột nhiên xuất hiện bảy đạo quang luân xoay tròn quá khứ vị lai kinh khởi động bảy vị thiên đế từ trong bảy đạo quang luân nhảy ra một kích hợp lực với trung nhạc chém chết chính mình ở phía đối diện cực kỳ quả đoán và lưu loát trung nhạc luân hồi đối diện chính là sinh ra từ trong phiến luân hồi hải này tu vi thực lực cơ hồ giống hắn như Đức. nhưng đại đạo luân hồi cũng có chỗ thiếu hụt không thể bao quát hết thảy mọi thành tựu của hắn được đầu tiên chính là thân thể tiên thiên thần ma trung nhạc nghịch chuyển tiên thiên hao phí không biết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu trí tuệ, dùng hết không biết bao nhiêu bảo vật mới mời tới được không biết bao nhiêu cường giả để trợ trận. Những thứ này chỉ dựa vào luân hồi hải, căn bản là không thể làm được. Không chỉ như vậy, quá khứ vị lai kinh của hắn lại càng thần kỳ hơn, ảo diệu và cao thâm, thần bí khó lường. Luân hồi hải này không thể nào lấy ra được tương lai, không thể nào luyện thành môn công pháp thần thông này của hắn. Trung nhạc giết chết thân luân hồi của chính mình mà ở bên kia thất đạo luân hồi sau đầu phong ước trung xoay tròn trong chớp mắt tinh không chảy rộng tinh hà chảy dài trong tinh hà mơ hồ xuất hiện hình ảnh một gã nam tử trung niên từ trong núi thây biển máu moi ra một đứa bé trai thần túc thất đạo luân hồi ký ức sự kiên trì của cả đời ta thứ khiến cho ta trở thành phong đạo tôn như hiện tại không phải là lòng cầu đạo của ta mà là đứa con trai đã kéo ta trở về đã gọi trở lại nhân tính của ta Phong Hữu Trung xoắn nát chính mình ở phía đối diện, lạnh nhạt nói. Nhưng người hoàn toàn không hiểu, người không có hoài ngọc ở bên cánh Trung nhạc tu hồi, thân tương lai, thân quá khứ của chính mình nhìn về phía những trận chiến còn lại. Cũng không lâu lắm, Hoa Tư Nương Nương đã đánh chết một cái chính mình khác. Cản đô thần vương cũng đánh chết một vị cản đô khác. Mà trận chiến giữa thần hậu Nương Nương và thân luân hồi của chính mình vẫn chưa phân ra thắng bại. Hai vị thần hậu Nương Nương đều tới khởi linh căn tử trúc, thân hình phiêu hút giao thoa tốc độ công kích cực nhanh. Một vị thần hậu nương nương trong đó đã chiếm thế thượng phong. Đám người trung nhạc nhìn tới mức hoa cả mắt. Tiểu Long Quy tương vương trên bờ vai trung nhạc hưng phấn nói. Xem ra thần hậu nương nương sắp thắng rồi. Không là sắp thua. Hoa tương nương nương đột nhiên nói. Nàng sắp sửa bị sản vật luân hồi giết chết rồi. Đám người nhất thời ngẩn ra. Thần hậu nương nương sắp bại rồi sao? Ừ, nàng là cấu thân Mà đối phương chính là chân thân trong linh hồi Hoa tương nương nương đột nhiên xuất thủ Liên thủ với một vị thần hậu nương nương trong đấy song xà tạo thành vòng tròn Rào sát một vị thần hậu nương nương còn lại Sau đó vươn tay đoạt lấy cây Linh căn tử trúc trong tay thi thể Của vị thần hậu kia Dùng sức chà một cái Cây linh căn tử trúc lập tức vỡ nát Cười lại một tiếng nói Cấu thân là đầu dơ bẩn Do chân thân lột xuống Phương diện thực lực quả thật yếu hơn chân thân một chút cái sản vật luân hồi này Nghĩ muốn lừa gạt ta ư Nằm mơ đi Trong lòng của Trung Nhạc Thầm khen một tiếng Tâm tư của Hoa Tư Nương Nương Quả thật vô cùng tinh tế Thông minh hơn người Phiến luân hồi hải này Tự bình tĩnh trở lại sương mù phía trước Vẫn như cũ Tầng tầng lớp lớp Bất quá Dựa vào cảm ứng của bọn họ Đối với thánh điện luân hồi Cũng không tới mức Lệch khỏi phương hướng đột nhiên phía trước chuyển tới thanh âm huyên náo chỉ thấy một con tiểu ô nha đang lúc tranh cãi ở mỹ với một con tiểu tiểu đầu phượng hoàng tiếp theo đó một cây đại thụ sừng sững xuất hiện chỉ thấy một tôn cự nhân vô song tay nâng sinh mệnh của thụ nguyên nga vượt biển tiến về phía trước nước biển còn chưa dâng tới phần eo của hắn trên bàn tay tôn cự nhân vô song kia còn đứng rất nhiều thần vương đại tư mệnh tiểu long lôi chạch kêu lên bọn họ là người thật thế là sản vật phòng chế luân hồi đây phục khí thí mau giấu tay đi đi Ta cũng không muốn đám lão đối đầu kia Nhìn thấy ta bộ dạng hiện tại như thế này Trung nhạc mỉm cười nói Bọn họ là giá Đại tư mệnh hẳn cũng đã tới lân hồi hải Hẳn cũng đã bị lân hồi hải phục chế Sao người biết bọn họ là giá Ngữ khí của tiểu long lôi Trạch không tin nói Ta đã đấu với hắn cả trăm ức năm Cũng không nhìn ra được Người có thể nhìn ra được sao Ta đã từng chém đại tư mệnh một đau Trung nhạc mỉm cười nói Một tao kia vẫn còn lưu lại trong cơ thể của đại tư mệnh Mà trong cơ thể gã đại tư mệnh này Lại không có một đau kia của ta Cho nên hắn tất nhiên là giá Ngay cả đại tư mệnh Cũng có thể luân hồi Cũng có thể phục chế được Chẳng lẽ tôn luân hồi thánh vương này Vừa mới xuất thế liền là vô địch rồi sao Cặp mày của hoa tương nương nương nhíu chặt Thất giọng lầm bẩm Bệ há Bệ há Vị đại tư mệnh kia đột nhiên nhìn về phía trung nhạc, Thanh âm chật đầm ẩm chấn động Lạnh lùng nói Ta đối với bệ hạ một mảnh chân thành Nhưng bệ hạ lại muốn ám toán ta Hôm nay ta không thể không đòi bệ hạ Một cái công đáo Sinh mệnh cổ thụ Ở trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên bạo phát Cành cành lá lá tung bay Sợi dễ thì ngập trời vũ động Xoắn về phía đám người Đám thần vương bọn khởi nguyên thần vương Bắt hoang trụ quang thần vương trong lòng bàn tay của hắn cũng nhao nhau bay lên trên không trung lao thẳng về phía bọn họ vô số đại đạo tiên thiên viễn cổ bùng phát uy năng kinh thiên động địa đạo giải thân hình đám người trung nhạc hoa tư và càn đô đan xen giao thoa hợp lực thi triển ra đại thần thông đạo giải nhưng lúc này đám thần phương đối diện cũng đồng thời thân hình đan xen giao thoa bố trí thành trận thế đạo giải song phương ở ầm va chạm với nhau uy năng vô cùng khủng bố bạo phát đám người trung nhạc dâng lên một tiếng bị uy năng hảo hãn tách ra trong lòng kinh nghi bất định đại tư mệnh quả nhiên lợi hại đã học lén được chân lý của đạo giáo phong ngữ trung ổn định lại thân hình nhanh chóng nói hắn vẫn là ẩn giấu một tay chẳng biết học lén được thần thông đạo giáo từ chỗ của chúng ta tới lúc nào đám thần vương di chứng của hắn sợ rằng có thể cấu thành trận thế đạo giáo bất quá đám thần vương di chứng của hắn này đều là sinh ra tại vũ trụ cổ sao có thể có được đại đạo của lục giới đấy trong đầu của trung nhạc như điện quang hỏa thạch lên lên một ý niệm mở miệng than thở đám thần vương di chứng của hắn giết chết một vài đại đế của lục giới đã đoạt được đại đạo và tu vi của bọn họ nguyên nha thần vương hoa hoa cười quái dị nói bệ hạ quả nhiên là thông tuệ hiện tại đang lúc thịnh thế đại đế xuất hiện tầng tầng lớp lớp hàng năm đều có người tu thành đế cảnh đại đế tu thành đế cảnh đông đáo Mỗi một người cũng đều đăng ký trong danh sách hoàng triều của ngươi Bất quá Nếu có người vừa mới thành đế Còn chưa đăng báo lên trên Đã bị chúng ta ăn tươi Vậy thì không cần phải ghi chép vào danh sách nữa rồi Những năm qua Chúng ta quả thật đã ăn không ít thần tử Của bệ hạ à, 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 à. Sắc mặt trung nhạc tái nhợt Đại tư mệnh và đám thần vương bọn khởi nguyên trước mắt Cũng không phải là đại tư mệnh và khởi nguyên chân chính Mà là phòng chế do luân hồi tái tạo nhưng những lời mà Nguyên Nha Thần Vương nói cũng không phải là lời nói dối. Đại tư mệnh và một đám thần vương dưới chiến của hắn, đúng như những gì Nguyên Nha Thần Vương đã nói, khẳng định đã âm thầm hãm hại không ít tồn tại đế cấp. Đám phòng chiếu luân hồi này có thể thi triển ra đạo giải, tất nhiên là đã thôn phệ đám đại đế trong ngũ giới, ngoại trừ đạo giới ra. Trong hư không giới chỉ sợ cũng có một đám đại đế, đế linh đã bị bọn họ cắn nuốt, đoạt lấy đạo hạnh, lúc này mới thỏa mãn điều kiện thi triển đạo giải đã biết được bí mật này tất cả các ngươi đều phải chết cả đại tư mệnh nâng sinh mệnh của thụ lên dùng cây làm vũ khí đâm thẳng về phía đám người trung nhạc tán cây to lớn nháy mắt che khuất bầu trời một kích này trần ngập vĩ lực hào hãn khôn cùng tuy là thân luân hồi nhưng quả thật của hắn cơ hồ cũng không chút thua kém đại tư mệnh chân chính sinh mệnh của thụ còn chưa tiếp cận đám người trung nhạc đã cảm giác được sinh mệnh lực của chính mình nhanh chóng trôi qua Nhục thân và nguyên thần cùng nhau khô lão Chết đi Đám người khởi nguyên thần vương Một lần nữa thi triển thần thông đạo giải Oanh kích về phía đám người trung nhạc Tế Thần hậu nương nương thét ra một tiếng Tế khởi từ trúc nhanh đón sinh mệnh của thụ Hắn cười lạnh nói Ta không tin một cây linh căn giá Của ngươi lại có thể chống được linh căn chân chính của ta Hoa tư nương nương vội vàng tiến lên Hai con tiên thiên đại xà đầu đuôi tương liên biến thành vụ vũ trụ hoàn cắt về phía đại tư mệnh linh căn tử trúc từ trong vũ trụ hoàn đâm ra nghênh đón sinh mệnh của thụ uy năng của hai gốc linh căn là mầm bạo phát chấn động lên hồi hải dâng lên sóng biển ngập trời sinh mệnh của thụ răng sắc một tiếng gãy đôi nhưng nhục thân của hoa tư nương nương và thần hậu nương nương cũng nhanh chóng giải yếu cảm thấy tinh khí đại đạo của bản thân mình đều đang trong lúc khéo rũ vũ trụ hoàn cắt thẳng về phía đại tư mệnh chỉ thấy đại tư mệnh lật tay ngăn cản và chạm một cái với vũ trụ hoàn kia đẩy vũ trụ hoàn do hai con tiên thiên đại xà biến thành văng ra mặc kiện vũ trụ hoàn kia bỗng nhiên bay tới bay lui như điện quang hòa chớp liên tục cắt về phía hắn khiến cho người ta không kịp nhìn mặc dù tôn đại tư mệnh này là thân luân hồi thế nhưng cũng đồng dạng bất kỳ một góc độ nào đều là chính diện bất luận hai vị đương nương công kích từ chỗ nào đều bị hắn lung dung mà ngăn cản quả nhiên giống như có ngàn vạn cánh tay vậy mà ở bên kia trung nhạc và phong hữu trung đột nhiên tế khởi một cái trống đen tiếng trống ầm ầm chấn động oanh kích đám người khởi nguyên thần vương cái trống này chính là bảo vật đạo thần do khởi nguyên đạo thần luyện chế lấy cứng trợ cứng với rất nhiều thần vương tiếng trống không ngừng chấn động khiến cho đám thần vương kia không kịp dự liệu đại trận đạo giải nhất thời tan rã từng tôn từng tôn thần vương ào ào rơi xuống chỉ có khởi nguyên thần vương là vẫn còn đứng ở nơi đấy răng sắc một tiếng hai ngón tay của phong núi trung khép lại giống như cây kéo cắt đứt đầu của hắn đám người trung nhạc nhanh chóng thống hạ sát thủ từng cái từng cái đánh chết đám thần phương kia rất nhanh nhào tới phía trước về công đại tư mệnh đại tư mệnh đứng sừng sững ở nơi đấy cực kỳ vững chắc ổn định bất luận đám người trung nhạc công kích từ bất kỳ một góc độ nào đều bị hắn lung dung ngăn cản ngược lại chấn thương hết thảy đám người quả nhiên là đánh đâu thắng đấy không có địch thủ bất luận công kích của bọn họ mãnh liệt tới mức nào bá đạo tới mức nào trên phương viện tu vi và chiến lực cũng đều thua kém đại tư mệnh vài phần mà vây công thì lại hoàn toàn không chút thiếu dụng. Bất luận kẻ nào công kích từ bất kỳ một góc độ nào cũng đều tương đương với một mình đối mặt với đại tư mệnh. Cho dù Trung Nhạc có mời tới hết thảy thân tương lai thân quá khứ cũng đều là một mình đối mặt với đại tư mệnh, căn bản không thể hình thành thế liên thủ được. Tranh đấu với đại tư mệnh tồn tại bậc này thua kém một phần chính là thua kém vạn dặm, bất luận bao nhiêu người vây công cũng đều là vô dụng. Dùng đạo giái Trung nhạc quát lớn một tiếng Đám người trong khoảnh khắc đã mình đầy thương tích Cuối cùng liên tục thi triển mấy lần đạo giải Lúc này mới ánh sát đại tư mệnh Hoa tư nương nương lập tức rơi vào trong lân hồi hải Biến trở lại chân thân Để cho đám người đáp xuống biển Rồi đáp lên chân lưng của mình Chỉ thấy tất cả mọi người ít nhiều gì Đều có thương thế ở trên người Trong lòng không khỏi hoàng sợ Càn đô thần vương há miệng phun ra một ngụm thần huyết Hắn làm bầm Đại đạo lân hồi hình thành ở nơi này Xem ra thật sự muốn chế tạo ra một tôn thần vương tuyệt thế vô song Một tôn thánh vương rồi Bệ hạ Người mở ra khu luân hồi thứ bảy Kéo đạo giới vào trong luân hồi Để cho đại đạo luân hồi trượt đề thành hình Trượt đề sinh ra Nhưng người cũng không ngờ Người rút cuộc đã sáng tạo ra một tồn tại Đáng sợ tới mức nào rồi Trung nhạc phun ra một ngụm chọc khí Gật đầu một cái Đại đạo luân hồi sáng tạo ra thánh địa luân hồi từ trong đại đạo luân hồi của thánh địa luân hồi lại diễn sinh ra một tôn thần vương vô song tôn thần vương này chỉ sợ chính là biến số lớn nhất của phiến thiên địa này ha 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 ha, ha. đi mòn dày không thấy bóng dáng đạt được lại không phí chút công phu hóa ra các vị đều ở nơi này cả một tiếng cười truyền đến đám người trung nhạc theo thanh âm nhìn lại sắc mặt nhất thể tái xanh chỉ thấy đám người hắc đế bạch đế tiên thiên thần đế tiên thiên ma đế tiên thiên tà đế và khởi nguyên đạo thần đang chắp tay đi tới phục khí bọn họ là thật hay giả vậy tiểu long lôi trạch khỏi nhỏ trung nhạc bất kể là thật hay là giả chúng ta đều không có sức đấu một trận trên bả vai trung nhạc tiểu long quy tương vương há miệng phun ra thiên hà tức giận nói một tên đại tư mánh đã khó gặp như vậy rồi hiện tại lại tới hai tôn đạo thần càng là lên trời không đường xuống đất không có cửa Lão Phu ngày hôm nay hẳn là phải liều mạng với bọn họ rồi. Trung Nhạc vươn tay cầm Tiểu Long Quy Tương Vương trên bả vai xuống, nhét vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình. Hoa Tư Nương Nương cũng nhét Tiểu Lôi Trạch vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình, nhàn nhạt, nhạt, nói. Bệ hạ, bọn họ không phải là đạo thần, chỉ có thể xem như là đại đế đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ không biết đạo giái, cũng không thi triển ra được đạo giái. Chúng ta dùng đạo giái tiêu diệt bọn họ Trung nhạc tinh tế quan sát một lúc Nhất thể yên lòng Đám người khởi nguyên đạo thần Hắc bạch đế Quả thật không phải là đạo thần Đại đạo luân hồi Cũng không thể sáng tạo ra tồn tại đẳng cấp như đạo thần Mấy người này đều chỉ là đế cảnh đỉnh phong Trong tay khởi nguyên đạo thần Còn có một đóa hỗn độn liên Chắc cũng là giả Hơn nữa tứ diện thần cũng không có mặt trong đám người Khiến cho đám người trung nhạc thoáng yên tâm hơn một chút Hòa tứ Cái này là ngươi sai rồi Bạch đế lạnh nhạt nói, chúng ta thế nhưng đã ăn tươi không biết bao nhiêu đại đế, đại đế của lục giới ngoại trừ đạo giới ra, đại đế của một giới nào mà chúng ta chưa từng ăn qua đây, thần thông đạo giải ư, không đáng nhắc tới. Tiểu Long lôi chạch, ném cây tiên thiên quả thụ nhỏ xíu của chính mình vào trong tay của hoa tư nương nương, quát lên, thầy ta giết chết bọn chúng. Tiểu Long Quy Tương Vương cũng ném dòng thiên hà, dài ba tấc của chính mình ra cho Trung Nhạc, cười lạnh một tiếng. Tương Vương ta, khi nào thì sợ qua đấy. Nếu nó không phải là đạo thân, vậy nợ mới nợ cũ, cùng tính một lượt đi. Vậy hả, dùng thiên hà của ta, thay ta, quất chết bọn chúng. sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, bọn họ vốn dĩ đã biết rõ, Luân hồi đạo giới sẽ cực kỳ hiểm ác. Nhưng không ngờ, lại hiểm ác tới mức như thế này. Vậy mà khiến cho những tồn tại như bọn họ, cũng phải liều mạng. Cả đôi thần vương nói hắn sáng tạo ra đại đạo luân hồi Những lời này thật ra có chút không thích hợp Hắn là một trong những người sáng lập ra đại đạo luân hồi Cũng là người sáng lập mấu chốt nhất Nhưng đại đạo luân hồi lại là bởi vì lục giới đại nhất thống mà hình thành Bao quát đại đạo thiên địa của lục giới Cái này lại không phải là trung nhạc có khả năng sáng tạo ra được Hắn chỉ là sáng lập ra điều kiện tất yếu để hình thành đại đạo luân hồi Đó là thống nhất lục giới trong luân hồi đại đạo luân hồi này bao quát vạn tượng có thể khiến cho chúng sinh luân hồi luân hồi lục giới đại đạo luân hồi thần ma luân hồi thần vương luân hồi đại đế luân hồi thậm chí là đạo thần cũng nằm trong hàng ngũ bị đại đạo luân hồi bao quát và kiềm chế sự cường đại của loại đại đạo này là có thể tưởng tượng từ xưa tới nay đại đa số các tiên thiên thánh địa đều chỉ bao quát một loại đại đạo nhiều lắm là bao quát hai ba loại ví dụ như thánh địa tiên thiên huyền tẫn của một tiên thiên, thiên bao gồm ba loại đại đạo thần ma tà đã xem như là nhiều rồi thánh địa bát hoang của bát hoang thần vương có tám loại đại đạo tiên thiên bất quá tám loại đại đạo tiên thiên này đều là đồng nhất thuộc tính theo lý mà nói là cùng một loại đại đạo là tám loại đại đạo trực thuộc đại đạo không gian mà đại đạo luân hồi lại có thể luân hồi ra đám người trung nhạc phong hữu trung khởi nguyên đại tư mệnh loại đại đạo này quả thật chính là bao quát hết thảy đại đạo của lục giới ngay cả đại đạo của khởi nguyên đại tư mệnh cũng nằm trong phạm vi bao quát của nó. Cái này chính là cực kỳ đáng sợ. Thật ra là tứ diện thần lại không bị đại đạo lân hồi phục chế, khiến cho hắn có chút thiếu kỳ. Đại đạo của tứ diện thần hẳn là xuất phát từ hỗn đốn, không nằm trong lục giới, cũng không nằm trong hàng ngũ lân hồi. Ánh mắt của Trung Nhạc chấp động, nếu tôn tiên thiên thần vương, lân hồi thánh vương này thật sự được sinh ra, chỉ sợ thực lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Điểm thiên chốt để đánh bại hắn, sợ rằng lại chính là ở trên hỗn độn xuất thân từ hỗn độn có tổng cộng ba người tứ diện thần hỗn độn đế và gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia tứ diện thần là thế lực đối địch thần nhân hỗn độn thất khiếu như thiện mà không phải thiện như ác không phải ác tới vô ảnh đi vô tung rất khó mà tìm được hắn ta xem ra chỉ có hỗn độn đế mới có thể giúp ta được rồi chỉ là hỗn độn đế trước giờ vẫn luôn siêu nhiên hơn tiếng ngoài chưa chắc đã nguyện ý giúp ta đạo giải lúc bấy giờ song phương âm ầm, ầm va chạm với nhau đám người hắc đế bạch đế quả nhiên như bọn họ đã nói có thể thi triển ra thần thông đạo giải khiến cho trận chiến này sinh tử khó liệu thắng bại khó liệu đây cũng là một cơ hội thăm dò giao nội tình của đám người khởi nguyên đạo thần đám người trung nhạc ra sức chém giết đám người khởi nguyên đạo thần quả thật vô cùng cường hoành chiến lực kinh người nhất là khởi nguyên đạo thần uy năng của hỗn độn liên cộng thêm chi thiên vô đạo của khởi nguyên đạo thần có thể nói là thần thông không thể giải khiến cho đám người trung nhạc thương tổn lại càng thêm thương tổn vô cùng chật vật mà thần ma tà tam đế thì liên hợp với hắc bạch nhị đế cấu thành thần ma thái cực đồ uy lực cũng cẩn hoành đáng sợ trận ác chiến này đánh tới mức đám người trung nhạc sức cùng lực kiệt cũng may hỗn độn lên là do đại đạo luân hồi sinh ra cũng không phải là hỗn độn lên chân chính bị trung nhạc dùng quá khứ vị lai kinh chém nát lúc này mới hóa giải xu hướng chiến bại phản thủ làm công liên thủ với Phong Huy Trung hợp lực giết chết Khởi Nguyên Đạo Thần Khởi Nguyên Đạo Thần vừa chết năm tôn thần vương còn lại rất nhanh bị phá vỡ thần ma thái cực độ bị nhất nhất giết chết Hoa Tư Nương Nương biến ra chân thân nằm dài trên luân hồi hải không chút cử động đám người trung nhạc thì nằm dạp chân lưng của nàng cũng không thể động đậy liên tục ba trận ác chiến khiến cho bọn họ đã lâm vào tình trạng kiệt sức không còn sức tái chiến nữa Trung Nhạc Nguyên Cương đứng dậy, thôi động không gian thất đạo luân hồi, phong tỏa bốn phía, rồi lại thôi động trụ quang thất đạo luân hồi, phong tỏa từ không bốn phía đám người, tránh cho lại gặp phải địch nhân. Lúc này mới phù phù thờ hồn hển, một lần nữa mà ngã xuống. Đột nhiên hắn chật lâm vào suy nghĩ xuất thần. Phong Ngũ Trung xoay người, phun ra một ngụm thần huyết, lên tiếng hỏi: "Sư đệ, người đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Ta đột nhiên phát hiện, tiên thiên bắt quái của ta tồn tại có thiếu sót. Trung nhạc trầm tư nói Tồn tại thiếu sót rất lớn Không thể thiếu sót hóa giải được Ánh mắt của Phong Núi Trung chấp động Lên tiếng hỏi Là Hắc Bạch Nhị Đế sao Trung nhạc gật đầu Chính là Hắc Bạch Nhị Đế Hắc Bạch Nhị Đế lên thủ với thần ma Tả Tam Đế Biến thành tiên thiên thần ma thái cực Đồ Uy lực vô cùng to lớn Cơ hồ không thua kém gì thần thông đại nhất thống cả Mà tiên thiên bắt quái của ta Thì lại dùng ba đạo thần ma dịch Làm thái cực dùng ba đạo luyện thành tiên thiên thái cực đồ từ đó diễn sinh ra âm dương tứ tư tướng tiền thiên bắt quái lục thập tứ quái nhưng vũ trụ cổ lão cũng không chỉ có ba đạo thần ma ta còn có hai đạo hắc bạch tiên thiên bắt quái của ta chính là còn thiếu hai đạo này phong ngữ trung nói vừa rồi ta nhìn thấy nam tôn thần vương này thi triển ra tiên thiên thần ma thái cực đồ cũng phát hiện công pháp của ngươi còn thiếu sót cái sơ hở này có thể sẽ khiến cho vũ trụ của bản thân ngươi bất ổn rất có khả năng bị kích phá bất quá hiện tại khó khăn chính là hắn cũng không có nói hết thế nhưng trung nhạc đã minh bạch được ý tứ của hắn khó khăn chính là hiện tại trung nhạc đã tu thành nghịch chuyển tiên thiên mở ra thánh địa tiên thiên bất quái từ trong thánh địa tái tạo ra chân thân biến thành tiên thiên thần ma hiện tại đại đạo của hắn đã định hình nghĩ muốn một lần nữa tu luyện tiên thiên thái cực sẽ cần phải hủy diệt tiên thiên thánh địa của chính mình một lần nữa tu luyện trở lại tái tạo thánh địa tái tạo chân thân Mà cử động này cực kỳ hung hiểm Trước đây Trung Nhạc có 3.000 đại đế hộ pháp Chấn áp đại đạo và xu thế hóa đạo của hắn Mới khó khăn lắm tự chém biết cảnh, tự chém bản thân Hiện tại hắn so với lúc đấy đã cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần Đó là một trong những tồn tại cường đại nhất từ trước tới nay Kẻ nào còn có thể chấn áp được tu vi của hắn Chấn áp xu thế hóa đạo của hắn Khiến cho hắn tự chém biết cảnh Trọng tố đạo nhất, trọng tố tiên thiên thánh địa đây hắn đã không còn khả năng tiếp tục hoàn thiện công pháp của chính mình nữa rồi. Hắn lâm vào khốn cảnh đồng dạng với tiên thiên thần ma, bị tiên thiên thánh địa của chính mình vây khốn, nghi muốn đột phá không xiển của bản thân, cơ hồ là không có khả năng. Người tiếp tục tu luyện nữa sẽ trở thành đạo thần, cũng rất là tồn tại vô địch. Phong núi Trung có chút suy tư nói, có rất ít người có thể nhìn ra được sơ hở của ngươi, mà cho dù có nhìn ra cũng cơ hồ không thể lợi dụng sơ hở của ngươi để phá giải công pháp và đại đạo của ngươi được Nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng này Không phải hay sao Trung nhạc hỏi Phong hữu Trung gật đầu ừ, Bất quá Người muốn một lần nữa tu luyện trở lại Đã không còn khả năng nữa rồi Trung nhạc thở dài một tiếng Trong lòng có chút bất an Sơ hở này chính là từ huyệt của hắn Khiến cho cấu kiện Vũ trụ trong cơ thể của hắn bất ổn Tiên thiên thánh địa bất ổn Nếu không bị người khác bắt được cũng không sao Nhưng nếu bị bắt được Sợ rằng từ kỳ của hắn là sẽ tới rồi Đám người khởi nguyên đạo thần Vẫn luôn đang tìm kiếm tử huyệt của hắn Tìm kiếm sơ hở của hắn Nếu để cho bọn họ biết rõ Vậy kết cục của Trung Nhạc là có thể tưởng tượng Một lúc lâu sau Hoa tương nương nương khẽ dịch chuyển thân thế Nàng nói Thánh địa luân hồi đã không còn xa nữa rồi Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi Thương thế của đám người đã giảm bớt một chút Tu vi thực lực cũng khôi phục lại không ít Trung Nhạc và Gia Phong ấn thời không, Hoa Tư Nương Nương tiếp tục du động trong biển bơi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bờ của Lân Hồi Hải rốt cuộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt, khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Phía Lân Hồi Hải này thực sự quỷ dị khó hiểu. Bọn họ bước vào trong đó một lần, thật sự không muốn lại bước ra lần thứ hai. Đột nhiên thanh âm thần thông va chạm kịch liệt truyền tới, đám người theo tiếng nhìn lại không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy hai đám nhân mã đang lúc đại chiến với nhau, một đám trong đó là do một tôn cự nhân thân thể viết ngạn vô song dẫn đầu tay nâng sinh mệnh cổ thụ xung quanh từng tôn từng tôn thần vương đang sen giao thoa một đám còn lại chính là hai con tiên thiên đại xà chở chân lưng một đám phục khi nhân tộc và một đám thần vương đang kịch liệt đại chiến chính là chúng ta và đại tư mệnh trung nhạc thoáng ngẩn người tiểu long lôi trạch cũng thò đầu ra nhìn về phía xa xa đồng dạng ngẩn người nói đám đại tư mệnh và khởi nguyên thần vương này lẽ nào cũng là sản vật luân hồi hay sao sản vật luân hồi đã đánh nhau với sản vật luân hồi rồi sao phong ngữ trung lắc lắc đầu nói tôn đại tư mệnh này là chân thân sinh mệnh của thố cũng là thật ở bên kia trung nhạc luân hồi và phong ngữ trung luân hồi đang lúc với công đại tư mệnh đám người khởi nguyên thần vương thì đang với giết đám sản vật luân hồi bọn hoa tư nương nương thần hậu nương nương và cán đô thần vương đột nhiên nhục thân của phong núi trung luân hồi trở nên khô lão tử vong chỉ còn lại một mình trung nhạc luân hồi đối kháng với đại tư mệnh vẫn đánh tới mức lộ ra cực kỳ đặc sắc đại tư mệnh muốn giết chết thân luân hồi của ngươi không có khả năng cẩn hao phí thời gian đến lâu như vậy đâu tiểu long lôi trạch đột nhiên cười lại một tiếng nói ta biết rồi hắn đây là muốn thăm dò công pháp của ngươi thần thông của ngươi sau đấy tìm kiếm cách phá giải cái tên khốn này quả nhiên vẫn khốn kiếp như vậy mà Rõ ràng là mình hữu của chúng ta, nhưng vẫn là bụng dạ khó lường. Ánh mắt Trung Nhạc chấp động, Đại Tư Mệnh làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Mục đích của hắn hẳn là tìm kiếm biện pháp phá giải đau quang tương lai của Trung Nhạc. Phá giải một đau mà chính mình đã chém vào trong đạo tâm của hắn kia. Đại Tư Mệnh cũng chú ý tới đám người Trung Nhạc đã tới, bàn tay đột nhiên phát nhạc một cái, giết chết cả Trung Nhạc Luân Hồi kia, lại vung tay lên, cốt nhục đám người Hoa Tư Luân Hồi càn lô luân hồi nhao nhau tan rã thân tử đạo tiêu khiến cho đám người trung nhạc nhìn tới mức trong lòng nghiêm nghị quả thật là chân thân cường hoành tới mức bất phàm tương vương khẽ rút đầu một cái nhỏ giọng thầm thì nói trung nhạc xa xa chắp tay miệng cười mà lòng không cười lên tiếng ồ oh, đại tư mệnh bệ hạ đại tư mệnh cũng hoàn lễ trung nhạc mời thỉnh nói ta nghĩ đại tư mệnh hẳn là cũng phát hiện ra nơi này sản sinh ra một tòa thánh địa luân hồi phải không đại đạo luân hồi cường đại tới trình độ không thể tin nổi tôn luân hồi thánh vương sắp sửa sẽ sinh ra kia bên trong thánh địa luân hồi này tất nhiên sẽ cường hoành tới mức đáng sợ nếu đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần đã sớm hơn chúng ta một bước đi tới luân hồi đạo giới đã chứng cứ tiên cơ chỉ dựa vào các ngươi hoặc chỉ dựa vào chúng ta đều không thể đủ để đánh bại bọn họ song phương chúng ta cần phải liên thủ mới được thánh địa luân hồi và luân hồi thánh vương kiên quyết không thể rơi vào trong tay bọn chúng được đại tư mệnh gật đầu một cái lên tiếng bệ hạ nó không sai cứ theo lời bệ hạ mà làm ở trong lòng bàn tay của hắn khởi nguyên thần vương thấp giọng nói đại tư mệnh không thể tin tưởng bọn họ cái gã đến nhạc này vừa mới an toán người xong người yên tâm vừa rồi giao thủ với thân luân hồi của hắn thần thức đại tư mệnh ba động truyền vào não hải khởi nguyên thần vương ta đã nhìn sơ hở trí mạng của hắn rồi trong lòng khởi nguyên thần vương đại chấn chẳng lẽ vừa rồi đại tư mệnh giao thủ với thân lân hồi của trung nhạc đã từ trong thân lân hồi nhìn ra sơ hở trí mạng của trung nhạc hay sao trung nhạc chính là đương kim thiên hoàng đế đã là đánh khắp thiên hạ hiếm gặp địch thủ là một trong những thiên đế chói mắt nhất từ cổ chí kim trên thế gian này nếu nói có tồn tại còn có thể nhìn ra sơ hở của hắn Vậy Đại Tư Mệnh nhất định là một trong số đó Đại Tư Mệnh Sơ hở trí mạng của đế nhạc là Đại Tư Mệnh khẽ mỉm cười Cũng không nói nhiều Mà tiến lên nghênh đón đám người trung nhạc Hắn cười ha hả nói Đoạn đường này đi tới Có phải bệ hạ cũng đã tao ngộ rất nhiều hung hiểm hay không Không biết bệ hạ có gặp phải thân lân hồi của ta hay không Khởi nguyên thần vương mặc dù Có lòng chưa hỏi Nhưng Đại Tư Mệnh không trả lời hắn Hắn cũng không thể làm gì được Trung Nhạc mỉm cười nói Quả thật có nhiều hung hiếm Nhưng cũng may đều đã an toàn vượt qua Bên cạnh đại tư mệnh Tự hồ có mấy tôn thần vương Cũng đã trúng chiêu phải không Hắn cũng không có trả lời Là có gặp phải thân lân hồi của đại tư mệnh hay không Đại tư mệnh cũng không tiện hỏi lại Nguyên nha thần vương cũng giống như tương vương Lôi trạch cổ thần vậy Đã bị biến thành một con tiểu ô nha Quay trở lại trạng thái vừa mới sinh ra không bao lâu Ngoại trưởng Nguyên Nha Thần Vương còn có đám người, Thần Vương như bọn Phượng Thiên Nguyên Quân, Thần Túc Thần Vương cũng bị trúng chiêu, trở về trạng thái vừa mới sinh ra. Hiển nhiên, thời điểm vừa mới tiến vào, Luân hồi đạo giới, bọn họ cũng không biết sự ảo diệu của Luân hồi, bị Đại đạo Luân hồi đánh trúng, suýt chút nữa rơi vào trong Luân hồi. Không biết Đại tư mệnh có thủ đoạn gì phá giải Đại đạo Luân hồi ở trên người bọn họ hay không? Trung nhạc hỏi, Đại tư mệnh lắc lắc đầu nói. Không có Không biết bệ hạ có biện pháp phá giải hay không Trung nhạc mỉm cười nói chư đế giới chứng của ta có nhiều thần thông Có thể thi triển ra đạo giải Phá giải đạo giả lân hồi Ở trên người bọn họ Nếu đại tư mệnh không ngái Có thể để cho chư thần vương tới trong thiên đình của ta Ta lệnh cho chư đế giúp người Giúp bọn họ phá giải là được Nguyên nha thần vương ở một bên kêu lên Không nhọc người Hao tổn tâm trí Bản thân chúng ta cũng có thể phá giải Khởi nguyên thần vương trừng mắt nhìn hắn một cái Nguyên nha thần vương nhất thời tình ngộ Vội vàng y miệng trong lòng thầm nghĩ Cái tên đế nhạc này Chính là đang dò xét thủ đoạn của đại tư mệnh Lại bị ta tiết lộ ra ngoài rồi Thật không xong rồi Trung nhạc không chút để ý tới hắn Mỉm cười nói Đám người khởi nguyên đạo thần Tứ diện thần cũng đã tiến vào thánh địa lân hồi trước chúng ta một bước Chúng ta cần phải nhanh chóng đi vào Đại tư mệnh mời mời bệ hạ hai đám người nhanh chóng tiến về phía trước tương vương quay sang trêu chọc phượng thiên nguyên quân hắn cười hăng hắc nói nguyên quân ngươi hiện tại đã biến thành một con chim nhỏ thật là đáng thương nga lúc này phượng thiên nguyên quân đã biến thành một con kiểu đầu tiểu phượng cười lại một tiếng nói người cũng biến thành một con tiểu quý có thể tốt hơn ta hay sao hai người bắt đầu nhau nhau cãi nhau tương vương chỉ có một cái đầu mà phượng thiên nguyên quân có tới chín cái đầu sao có thể cãi thắng được nàng đây một đường đi tới chỉ nghe chính cái đầu của phượng thiên nguyên quân díu ra díu giết không ngừng châm chọc khiêu khích mắng cho tương vương cẩu huyết đầy mặt ngược lại cũng không tính là quạnh quẽ bất quá đại tư mệnh lại không trao đổi với trung nhạc lời nào thật ra lại hàn huyên với hoa tư nương nương vài câu một lúc sau đám người rút cuộc đã đi tới hạch tâm của luân hồi đạo giới trước mặt là một mảnh đại đạo mênh mông đã tạo thành cảnh tượng kỳ dị chỉ thấy từng đạo từng đạo viên hoàn do từng đầu từng đầu đại đạo hình thành phiêu phù ở nơi đấy trong viên hoàn mơ hồ hiện ra chân thân hư ảnh của lục giới nội tàng không gian vô tận tinh không hạo hãn quần tinh vô lượng đám viên hoàn lục giới chụp thánh địa luân hồi ở bên dưới không ngừng xoay chuyển quanh thánh địa từng đạo từng đạo quang mang từ trong viên hoàn không ngừng bắn xuống mặc dù không kéo dài liên tục nhưng thủy chung vẫn luôn có quang trụ bắn ra nếu từ phía dưới nhìn lên phẳng phất như lục giới gần như trong căng tấc vươn tay ra là sẽ có thể chạm chúng vậy viên hoàn lục giới của tòa thánh địa này chụp lục giới ở bên trong tựa hồ như đang tập hợp lực lượng của lục giới dưỡng dục ra tiên thiên thần ma mà đám đạo quang kia chính là năng lượng tới từ đại đạo của lục giới dùng để tầm bổ thần ma cảnh tượng trong thánh địa luân hồi cũng bị đạo quang rọi sáng bên trong có đại đạo luân hồi sôi sục giống như nồi cháo loãng sùng sục sùng sục bốc lên từng cái từng cái bột khí to lớn đám bột khí này vô cùng kỳ dị trên vách vàng mỗi một cái bột khí đều có tinh tú tinh hệ vô tận không ngừng xoay tròn bị đạo quang chiếu rọi tựa hồ ngoài mặt mỗi một cái bột khí đều là một cái thế giới hoàn chỉnh bên trong có ước ngàn vạn sinh linh sinh hoạt nghỉ ngơi lại sinh sôi nảy nở loại trạng diện này tương tự tới vũ trụ cầu vi hình bên ngoài thánh địa khởi nguyên vậy trong mỗi một cái vũ trụ cầu đều là một cái vũ trụ thu nhỏ nội tạng đại thiên thể không không ngừng sinh sôi hủy diệt đám bọt khí này tương tự như một đám vũ trụ thu nhỏ vậy nhưng bất đồng với vũ trụ thu nhỏ chính là tình tú ở nơi này đều là phiêu phù ở ngoài mặt của bọt khí mà vũ trụ thu nhỏ lại vẫn là vũ trụ lập thể mà vũ trụ ở nơi này lại là vũ trụ mặt phẳng loại trạng diện này đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cho dù là đại tư mệnh cũng chưa từng gặp qua luân hồi đạo giới cũng là đạo giới Đại tư mệnh thản nhiên nói Tôn luân hồi thánh vương này Vừa mới sinh ra đã là đạo thần Thật sự là đáng kính, đáng sợ Lời nói của hắn Khiến cho trong lòng tất cả mọi người khẽ động Vừa mới sinh ra đã là đạo thần ư Chẳng lẽ thật sự có tồn tại Vừa mới xuất thế liền đứng trên điểm chí cao rồi hay sao Điểm này chỉ sợ Cho dù là đại tư mệnh cũng không thể làm được Bất quá luân hồi đạo giới Quả thật là mặt lưng Mặt đu ám của đạo giới Trọng điệp với đạo giới không gian luân hồi hoàn toàn trọng điệp với đạo giới tiên tiên thần ma sinh ra ở nơi này nó không chừng thật sự vừa xuất thế chính là một tôn đạo thần chỉ là trời sinh chính là đạo thần cái này cũng không khỏi quá khiến cho người ta vừa nghe liền kinh hãi rồi hơn nữa vừa xuất thế chính là đạo thần phần lớn chính là khiến cho bọn họ cảm giác ghen tị cùng với khó chịu đám tồn tại như bọn họ ngoại trừ trung nhạc và phong hữu trung gia, toàn bộ đều là tồn tại sinh ra đã lâu cả đời này gian gian khổ khổ chuyên cần khổ luyện Tu luyện tới hiện tại đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử ma luyện, lúc này mới tu luyện tới tiêu chuẩn như hiện tại vẫn chưa trở thành đạo thần được. Mà tôn thần vương là luân hồi thánh vương này lại vừa mới xuất thế đã là một tôn đạo thần, không cần phải khổ tu, không cần phải tu luyện, không cần phải ma luyện, khiến cho bọn họ thật sự khó có thể tiếp nhận được. Đại đạo luân hồi không giống với bình thường, từ lúc vũ trụ mở ra cho tới hiện tại, lúc này mới sáng tạo ra loại đại đạo này dưỡng dục ra một tôn đạo thần cũng không quá đáng hoa tư nương nương nói cả huống chi loại đại đạo này đã trải qua bốn vị tồn tại tuyệt đỉnh đại toái phục mân đạo tôn phong đạo tôn và thái hoàng mài rũa đủ để được xưng tụng là vạn đạo chi vương rồi cộng thêm chiếu cứ cái địa phương Luân hồi đạo giới này vừa xuất thế đã là đạo thần cũng không có gì đáng trách cả mặc dù nói như vậy thế nhưng trong lòng đóng người ít nhiều vẫn có chút không quá thoải mái đột nhiên một đạo thanh âm chợt truyền tới thản như nói bệ hạ người mở ra khu luân hồi thứ bảy kéo đạo giới vào trong luân hồi khiến cho đại đạo luân hồi triệt để hình thành mà trái cây lại không thuộc về ngươi người chẳng những không đạt được đại đạo luân hồi mà đạo thần cũng không phải là ngươi không biết bệ hạ có thương tâm cần chết hay không đấy đám người theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy trong thánh địa luân hồi đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần hắc bạch nhị đế đã đi tới khu vực hạch tâm của thánh địa kẻ vừa mới nói chính là bạch đế nhân cơ hội châm chọc khiêu khích trung nhạc một phen trung nhạc không chút để ý lạnh nhạt nói thì tính sao đấy bạch đế lại cười ha hà nói bệ hạ trăm phương ngàn kế khổ tâm cô nghệ đã hao tốn vô số giá lớn lúc này mới khiến cho đại đạo luân hồi sinh ra nhưng tôn luân hồi thánh vương sắp sửa sinh ra này lại là, là, tiên tiên thần ma chúng ta à hãy đi quá thực của bệ hạ hết thảy nỗ lực hết thảy khổ tâm của bệ hạ đều sẽ trở thành ảo ảnh ở trong mơ trở thành áo cưới của tiên thiên thần ma chúng ta mà thôi nếu ta là bệ hạ nhất định sẽ cực kỳ bi thương khó có thể kiềm chế được kìa trung nhạc bình thản bình đạp nói thì tính sao bạch đế lại mỉm cười tiếp tục nói bệ hạ trong lòng của ngươi hẳn chính là đang hối tiếc không thôi có phải không nào cần gì phải cố gắng thản nhân như vậy hãy nói ra sự bi thương ở trong lòng của ngươi để cho mọi người có thể vui vẻ một chút chẳng phải là làm điều tốt cho mọi người hay sao trung nhạc nghe lặng lắc lắc đầu bạch đế người không phải là ta lại đoán mò tâm tư của ta người tuyệt đối sẽ sai lầm huống chi sao ngươi biết sau khi lên hồi tính vương sinh ra sẽ không thân cận với ta liên thủ với ta tiêu diệt các ngươi đây tứ diện thần bên cạnh cười ha hà nói đế nhạc ngươi sai rồi sau khi tôn thánh vương này sinh ra tuyệt đối sẽ không liên thủ với ngươi hắn chỉ sẽ tìm mọi cách diệt trừ ngươi hắn và chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích nào cả mà ngươi lại đang khống chế khu luân hồi thứ bảy tuyệt đại bộ phận lãnh địa của khu luân hồi thứ bảy đều là lãnh địa của ngươi đám thần ma trong khu luân hồi thứ bảy kia đều tôn ngươi làm thần đế thiên đế người đã chiếm lãnh địa của luân hồi thánh vương trừ phi chấp nhận nhường ra lãnh địa bằng không luân hồi thánh vương chắc chắn là sẽ hạ thủ với ngươi kìa Trung Nhạc mỉm cười nói Thì tính sao Sắc mặt của tứ diện thần trầm xuống Thiên mỉm cười nói Bệ hạ chỉ là miễn cưỡng vui cười mà thôi Trung Nhạc cười nhạo nói Bọn người bất quá Chỉ là chuột đón dâu mà thôi Ngoài mặt thì đàn hát thổi sáo Vô cùng náo nhiệt Nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải gặp được mèo Luân hồi thánh vương vẫn chưa sinh ra Hắn đứng ở một phương nào Vẫn chưa thể nói trước được sắc mặt của thiên tối sầm lại khởi nguyên đạo thần lạnh nhạt nói bệ hạ nói không sai các vị không cần ở đây tranh chấp làm gì vẫn là tìm được tôn luân hồi thánh vương kia trước rồi mới nói tiếp đi đám người thiên tứ diện thần hắc bạch nhị đế và thần ma tà tam đế lập tức nhao nhao phóng người nhảy vào trong thánh địa luân hồi kia đám một khí nơi đấy nhất nhất quay tròn đột nhiên một cái bột khí chợt ôm lấy bọn họ đám tồn tại cường đại này nhất thể biến thành mặt phẳng nhục thân trở lên dẹp thẳng không có bất kỳ độ dày nào cho dù là thiên và tứ diện thần cũng trở nên vô cùng dẹp thẳng ngay cả khởi nguyên đạo thần cũng rơi vào trong đấy nhất thời cũng biến thành vô cùng dẹp thẳng không có bất kỳ độ dày nào tất cả bọn họ giống như một bức vẽ vậy dán sắt ngoài mặt bọt khí hắc đế giống như một vệt hắc ám bạch đế lại giống như một vệt bạch quang đám bọt khí vũ trụ này không có đại đạo không gian khiến cho tu vi thực lực của bọn chúng bị giới hạn nghiêm trọng hãy mau nhân cơ hội này giết chết bọn chúng ánh mắt hoa tương nương sáng lên nhìn ra tiện nghi vội vàng giết về phía trước Thần mẫu nương nương cũng nhanh chóng đuổi theo hai người hợp lực tiếp khởi từ trúc đâm thẳng về phía cái bọt khí to lớn kia không ngờ từ trúc vừa mới rơi xuống trên bọt khí chỉ thấy từ trúc cũng đã biến thành mặt phẳng gian sát ngoài mặt bọt khí hai vị nương nương đâm ra bao nhiêu liền có bấy nhiêu từ trúc biến thành hình dán, gậy trúc trên bọt khí hai vị nương nương trở tay không kịp cũng đều bị kéo vào trong mặt ngoài của bọt khí biến thành hai hình rắn mặt phẳng thần nhân đầu người thân rắn ở ngoài mặt bọt khí phá càn đô thần vương nhìn thấy không ổn lập tức tiến khởi 19 bảo vật tiên đạo đánh về phía cái bọt khí kia chỉ thấy đám bảo vật tiên thiên của hắn vừa rơi xuống trên bọt khí cũng liền biến thành mặt phẳng không thương tổn được bọt khí chút nào ngoài mặt cái bọt khí to lớn này đám người khởi nguyên thần vương nhanh chóng di chuyển giết về phía hoa tương nương nương và thần hậu nương nương khiến cho hai vị nương nương tràn ngập nguy cơ nhưng đúng lúc này trung nhạc chợt vươn tay rút đao một đao chém xuống cắt lên trên bọt khí kia chỉ thấy từng khỏa từng khỏa tinh tú ngoài mặt bọt khí đột nhiên bùng phát gào thét xoay tròn biến lớn từ mặt phẳng biến thành lập thể trong chớp mắt chính là vô số tinh tú gào thét ba động từ mặt ngoài của bọt khí bay ra bột đao này của hắn chính là không gian chi nhận cái bọt khí này thiếu khuyết đại đạo không gian bởi vậy vũ trụ trên bọt khí là vũ trụ mặt phẳng đại đạo chất chứa trong một đao này của hắn chính là đại đạo không gian đã bù đắp đại đạo không gian ngoài mặt của bọt khí nhất thời khiến cho cái vũ trụ bọt khí này hiển lộ ra chân tướng xoẹt một tiếng thân hình của hoa tương nương nương và thần hậu nương nương lần lượt từ trong cái bọt khí bắn ra cũng đang dần dần lớn lên tiếp theo là tử trúc 19 bảo vật thiên đạo của càn đô thần vương một đau này của trung nhạc quả thật kỹ thuật như thần phát huy đại đạo không gian tới mức vô cùng nhuần nhuyễn vô số tinh tú không ngừng gào thét vóng lên khiến cho vũ thanh thần vương nhìn tới mức khóe mắt cũng phải nhảy loạn nhưng đúng lúc này tiên thiên thần đế cũng nắm lấy cơ hội thuận theo đao quang của trung nhạc nhảy ra khỏi cái bột khí kia cũng từ trạng thái dẹp thẳng trở lại thành lập thể chỉ thấy đao quang trung nhạc kẽ chuyển nhục thân tiên thiên thần đế lại trở nên mỏng như tờ giấy sắp sửa bị một đao của trung nhạc chém chết sắc mặt của tiên thiên thần đế đại biến tạo nghệ của trung nhạc ở trên đại đạo không gian đã viễn siêu hơn vũ thanh thần vương đăng phong tạo cực hắn vốn dĩ còn có lòng tin có thể chống lại được trung nhạc mấy chiêu thế nhưng không ngờ một chiêu này lại có thể sẽ lấy tính mạng của hắn hắn hiện tại đã biến thành trạng thái mặt phẳng tuyệt đối không ngăn cản được một chiêu này của trung nhạc đột nhiên chỉ nghe đong một tiếng tứ diện thần chợt từ ngoài mặt của cái bọt khí kia chợt thẳng đứng lên trụ miệng thổi một hơi về phía tiên thiên thần đế nhục thân tiên thiên thần đế nhất thời nhô lên bắp thịt nhau nhau bảnh trướng giơ kiếm trong tay lên ngăn cản đạo quang mang của trung nhạc nhất thời bị đánh văng ra ngoài trung nhạc vừa định cất bước đuổi theo thân thể đột nhiên chấn động bởi đạo quang luân sau đầu xây tròn không gian thất đạo luân hồi tự nhiên thần thục vận chuyển không có nửa phần trở ngại khiến cho trong lòng của hắn nhất thời có một loại cảm giác nhìn tấu hết thảy không gian khoảnh khắc này hắn vậy mà đã tu thành không gian thất đạo luân hồi cái vũ trụ bọt khí này mang tới cho hắn linh cảm linh cảm vừa tới đã khiến cho hắn một đao vỗ bẹp tiên thiên thần đế tu thành công gian thất đạo luân hồi hết thảy đều là sự tình nước chảy thành sông từ trước cho tới nay trung nhạc mặc dù vẫn luôn khổ tu không lười biếng tu vi từ từ tinh thâm càng lúc càng hùng hậu cách đế cảnh viên mãn cũng càng lúc càng gần nhưng trên phương diện lĩnh ngộ đại đạo hắn vẫn luôn luôn không có tiến bộ quá lớn những năm qua hắn nghiên cứu không gian thất đạo luân hồi khổ thâm tu luyện nghĩ muốn tu thành không gian thất đạo luân hồi nhưng vẫn luôn không thành công. Trên phương diện đại đạo không gian, ngoại trừ tứ diện thần gia đã không còn ai có thể chỉ dạy cho hắn cái gì, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn tự mình lục lọi. Nhưng có một địch thủ có thể để cho hắn so sánh cao thấp một chút thật sự là quá ít, cũng là nguyên nhân hạn chế tu vi tiến cảnh của Trung Nhạc. Tích lũy của hắn từ từ hùng hậu lên, nhưng thủy chung vẫn còn thiếu một bước nữa mới có thể tu thành không gian thất đạo luân hồi. Cái một bước này đã đủ để vây khốn hắn cả đời khiến cho hắn cả đời cũng không thể đột phá mà lần này nhìn thấy những vũ trụ bọt khí này một đao chém xuống dùng đại đạo không gian bù đắp không gian của vũ trụ mặt phẳng cứu về hai vị nương nương trong chấp nhóm này hắn vậy mà đã rộng mở trong sáng thấu hiểu quán thông không thể không nói là hậu tích bạc phát. nếu không có tích lũy của mấy ngàn năm qua hắn cũng sẽ không có lĩnh ngộ trong khoảnh khắc này trung nhạc thu đao đứng yên tại chỗ lúc này tứ diện thần đã mang theo tiên thiên thần đế bỏ chạy Tôn đạo thần hỗn độn này mở miệng thổi một hơi, chỉ thấy đám một khí kia âm ầm, ầm bành trướng, không gian nhanh chóng được diễn sinh. Trong khoảnh khắc đã thấy vô tận tinh tú hiện lên, nhét cho không gian tràn tràn chề chề, kéo xa khoảng cách giữa bọn họ. Mà đám khởi nguyên đạo thần hắc bạch nhị đế cũng khôi phục lại nhục thân và không bay đi. Chúng ta đi. Trung nhạc hô lớn một tiếng, đám người nhao nhao tiến vào thánh địa luân hồi. Đại tư mệnh cũng nâng sinh mệnh của thụ lên, mang theo một đám thần vương chạy qua nói vừa rồi bệ hạ ngẩn ngơi tự hồ đã có lĩnh ngộ xin hỏi bệ hạ đã lĩnh ngộ ra cái gì vậy trung nhạc mỉm cười nói tạo nghệ của tứ diện thần cao hơn ta cho dù ta có truy kích cũng không bắt được tiên thiên thần đế đại tư mệnh ngài cũng không xuất thủ tương trợ cho nên ta mới thoáng chần chừ một chút mà thôi đại tư mệnh lạnh nhạt nói ta không có thói quen liên thủ với người khác đối địch xin bệ hạ thứ lỗi cho Ánh mắt của Phong Vũ Trung lóe lên chuyển âm nói: "Vừa rồi sư đệ đã lĩnh ngộ ra được cái gì vậy? Ta thấy biết cảnh không gian của ngươi đột nhiên vận chuyển thần thúc như ý, chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ ra không gian thất đạo luân hồi rồi sao?" Trung Nhạc nói: "Từ nay về sau, ta đã triệt để không sợ vi công, bất luận kẻ nào công kích về phía ta cũng đều là công kích chính diện ta quấy. Nếu đơn độc đả đấu không thắng được ta, cho dù có tới nhiều người đến đâu đi chăng nữa cũng không thắng được ta." thân thể của phong hữu trung chấn động là nhất niệm vạn sinh giới sao người đã đại thành là một tôn tứ diện thần khác sao trung nhạc khẽ gật đầu tự đắc nói hiện tại ta lại có thêm một đòn sắp thú ngàn vạn lần không thể để tiết lộ ra ngoài được phong hữu trung nhắc nhở hắn nói nhất niệm vạn sinh giới mặc dù lợi hại nhưng người đừng quên cái môn thần thông này đã bị bản thân người phá vỡ rồi sắc mặt trung nhạc tối sầm trong lòng hậm hực không nói đả kích tới thật sự quá nhanh phong hối chung quả thật một chút mặt mũi cũng không cấp cho hắn trước đây nhấn niệm vạn giới sinh được xưng là thần thông không thể phá giải năm xưa phục mân đạo tôn lưu lại ba ngàn đại đế dùng giới phá giới đã từng phá giải nhất niệm vạn giới sinh một lần về sau ba ngàn đế linh tiến vào hư không giới đã không còn biện pháp phá giải môn thần thông này nữa trung nhạc triệu tập chư đế nghiên cứu thần thông đại nhất thống khai sáng ra nhiều loại thần thông đại nhất thống ngoại trừ thần thông đạo giải là có thể phá giải nhất niệm vạn giới sinh cũng còn những thần thông khác có thể phá giải cái môn thần thông này những thần thông này đã được hắn truyền thụ cho chư đế cần chư đế phải liên thủ mới có thể thi triển ra thần thông đại nhất thống mà những năm qua đám người đại tư mệnh cũng không nhàn rỗi sợ rằng trong chư đế có không ít người đã bị đại tư mệnh thuyết phục đại tư mệnh và thần vương di chứng của hắn cũng dựa vào thôn phệ một chút đại đế tân sinh cướp đoạt thần thông đại đạo của họ nhận được áo nghĩa của môn thần thông đạo giải đại tư mệnh đã đạt được thần thông đạo giải sợ rằng áo nghĩa của những thần thông đại nhất thống khác cũng đã bị đại tư mệnh đạt được không gian thất đạo luân hồi mà hắn vừa mới tu thành cũng không thể xem thành đòn sát thủ để đối phó với đại tư mệnh được đại tư mệnh quả thật là âm hiếm trung nhạc bất động thanh sắc một tao lúc trước hắn chém về phía đại tư mệnh là tới từ trụ quang thất đạo luân hồi chém lên đạo tâm của đại tư mệnh mà từ rất lâu trước đấy đại tư mệnh sớm đã bí mật mưu đồ đối phó với hắn đã thôn phệ rất nhiều đại đế dư chứng của hắn khiến cho trong lòng của trung nhạc vô cùng khó chịu hoa tư nương nương và lôi trạch của thần vẫn luôn nói đại tư mệnh không thể tin được xem ra quả thật là kinh nghiệm của tiền bối kinh nghiệm đã từng trải qua giao huấn thiết huyết mặc dù đại tư mệnh một giọt nước cũng không lót nhưng ta cũng không kém đã để lại một đao trong đạo tâm của hắn ta đám một khí phía trước không ngừng sụp đổ biến thành từng mảnh từng mảnh tinh không vô tận tinh tú phun trào ra ngoài kéo không gian ra thành vô cùng xa xôi hiển nhiên đây là tứ diện thần đang xuất thủ phá vỡ đám bột khí kia trì hoãn bước chân của bọn họ đại tư mệnh nâng rất nhiều thần vương trong lòng bàn tay dạy dễ sinh mệnh của thụ trong lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn ra bện thành một cây cầu dài vượt qua không gian, rút ngắn không gian vô tận. Quang Luân sau đầu trung nhạc chuyển động, cắt vào tầng tầng không gian, cũng kéo khoảng cách vô hạn thành gần lại. Hai người đồng thời diễn tiến tiến về phía trước, đột nhiên trung nhạc chợt rút đao, một đao chém xuống, chỉ thấy phía trước là một cái bột khí đang lúc băng liệt, phun ra vô lượng tinh tú và thái dương. Đột nhiên hết thảy tinh tú do cái bột khí kia phun trào ra, chợt định trụ, sau đấy rút ngược trở về. Trong thời gian một cái nháy mắt, đã khôi phục lại như lúc ban đầu biến thành một cái vũ trụ bột khí hoàn chỉnh như lúc ban đầu vũ thanh thần vương nhìn thấy một màn này không khỏi nhất thể nghiêm nghị lặng lẽ truyền âm cho đại tư mệnh nói đại tư mệnh không gian thất đạo luân hồi của hắn đã đại thành trong lòng đại tư mệnh chấn động truyền âm nói không cần bóc chân tạm thời các lái tương lai xem như là thủ đoán để đối phó với hắn ta đi vũ thanh thần vương hiểu rõ trong lòng thầm nghĩ chỉ cần đế nhạc dám hạ thủ với đại tư mệnh thi triển ra không gian thất đạo luân hồi tuyệt đối sẽ là một con đường chết tứ diện thần đang bỏ chạy chợt quay đầu nhìn lại nhìn thấy một đao này của trung nhạc trong lòng không khỏi nghiêm nghị nói với khởi nguyên đạo thần đạo hữu không gian thất đạo luân hồi của hắn đã viên mãn quán thông hiện tại thực lực lại mạnh thêm một bậc rồi khởi nguyên đạo thần thoáng ngẩn người ngay sau đấy chợt đại hỉ mỉm cười nói tiểu nhi này chính là tự mua dây buộc mình tự phá thần thông của chính mình mà bản thân hắn đã nghĩ ra biện pháp phá giải nhất niệm vạn giới sinh hiện tại là ngược lại ứng lên trên người của chính mình rồi bọn họ ở trong hoàng triều của trung nhạc cũng có nhãn tuyến của chính mình trung nhạc tập hợp lực lượng chưa đế khai sáng ra mấy môn thần thông đại nhất thống kia cũng đều ở trong lòng bàn tay của bọn họ hiện tại trung nhạc đã tu thành không gian thất đạo luân hồi chẳng phải là dùng thần thông của bản thân mình đi phá giải không gian thất đạo luân hồi của chính mình hay sao cái gọi là tự mua dây buộc mình chính là nói tình huống như vậy. Hai đám người nhanh chóng bay xuống một trước một sau. Đột nhiên đám một khí phía trước chợt tiêu tán lộ ra không gian to lớn bên trong. Chỉ thấy đại đạo luân hồi biến thành từng đạo, từng đạo quang luân. Đang lúc xoay quanh một cái thạch đài to lớn không ngừng xoay tròn một vòng rồi lại một vòng. Mà đạo quang từ trên không trung bay xuống xuyên qua đám một khí trùng trùng điệp điệp. Bắn vào trong đạo quang luân trên thạch đài ong ong chấn động trong ánh sáng quang mang chiếu rọi trên thạch đài mơ hồ có một cỗ linh thai bị tầng tầng quang mang bao phủ đang lúc tử hư hóa thực dần dần trở nên chân thật ngoài mặt của linh thai hiện lên vô số đạo văn phức tạp lúc sáng lúc tối biến ảo bất định chất chứa đạo lý trí cao tản mát ra chấn động càng lúc càng mạnh linh thai vẫn còn đang dưỡng dục nhưng bộ dáng giống như sắp sửa sinh ra trước mắt cỗ linh thai này còn chưa thành hình nhưng cũng đã cường đại như vậy nếu như triệt để sinh ra chỉ sợ chính là cấp bậc đạo thần. Luân hồi thánh vương, một tôn tiên thiên thần ma trước giờ chưa từng có sắp sửa được sinh ra ở nơi này. Đột nhiên thiên chật gào thét một tiếng, lao thẳng về phía linh thai trên thạch đài kia. Hắn nhìn cười nói, đã có cỗ nhục thân này, ta còn cần kế hoạch thiên nhân kia làm cái gì nữa đây? Cỗ linh thai này thuộc về ta. Hắn giống như một cỗ dịch thể lưu động xuyên qua tầng tầng luân hồi. Trong lúc bất chợt, đã giám sát người mặt ngoài của cỗ linh thai kia lưu động giống như một đoàn nhục tương vậy bao phủ linh thai chặt chẽ giống như một quả cầu thịt không ngừng nhúc nhích vậy tứ diện thần đang định xuất thủ lột bỏ thiên xuống nhưng khởi nguyên đạo thần đã giơ tay ngăn cản hắn lại lắc đầu mỉm cười đừng gấp lại nhìn một chút xem thiên có năng lực gì có thể trưởng khống một vị tồn tại vừa sinh ra đã là đạo thần đấy thanh âm của hắn vừa mới dứt đột nhiên quả cầu thịt to lớn kia chật chấn động kịch liệt tiếp theo phốc một tiếng quả cầu thịt nổ tung Mảnh thịt vỡ văng ra bốn phương tám hướng, phốc phốc ấn lên trên không trung, biến thành từng tòa, từng tòa không trung. Ngay sau đó, không trung chợt lưu động, hội tụ lại với nhau, biến thành một đám huyết thanh nhỏ xuống, rơi xuống đất, khôi phục lại thành một gã thần nhân không có khuôn mặt, sắc mặt âm tình bất định. Ta không thể đoạt xá được hắn. Trên mặt của thiên mọc ra một cái miệng lớn, phun ra một ngụm chọc khí nói: "Ta cảm ứng được trong linh thai có một cố ý thức." nói ta một thân dơ bẩn quá là dơ bẩn Hử, Hắn là đạo thần trời sinh tự nhiên sẽ cảm thấy loại tế tự thần sinh ra như ngươi quá là dơ bẩn rồi hắc đế cười lại một tiếng nói thiên người đối với phạm phu tục tử chính là tồn tại thần thánh nhưng người đối với đạo thần chính là tồn tại dơ bẩn nhất kìa trên thế gian cũng không có bất kỳ thứ gì dơ bẩn hơn ngươi đâu mỗi một ý niệm trong đầu ngươi mỗi một đạo thanh âm tế tử Đối với hắn đều là dơ bẩn Không thể chịu nói Sao hắn lại chấp nhận ngươi được Thiên cười lạnh không thôi Ở phía sau đại tư mệnh và trung nhạc Cũng cùng nhau chạy tới Song phương đứng ở thạch đài đối diện Xa xa nhìn lại Bàn tay khởi nguyên đạo thần khẽ lật Tế khởi mộ cổ Chân giẫm mạnh một cái Một đóa hỗn độn liên chậm rãi xuất hiện Ở dưới chân của hắn đại phóng Hắn thản nhiên nói Tứ diện đạo hữu Hỗn độn không ở trong lân hồi Xong ngươi không thử luyện hóa linh thai tôn thánh vương này đi tứ diện thần cười ha hả nói đạo hữu vậy thì đã tạ ngươi rồi dứt lời hắn liền lao thẳng về phía thạch đài đại tư mệnh cất bước đi tới nâng sinh mệnh của thụ trong lòng bàn tay lên quét thẳng về phía tứ diện thần đại tư mệnh xem rằng người vẫn chưa ăn đủ thiệt thói khởi nguyên đạo thần cười ha hả Tới khởi mộ cổ tiếng trống thùng thùng chấn động đám thần vương dưới sinh mệnh của thụ rào rào dây xuống mà ở bên cạnh trung nhạc đám người cản đô hoa tư thần hậu cũng nhau nhau xông ra nghênh đón đám người hắc bạch nhị đế thần đế ma đế và tà đế cản đô thần vương nhìn thấy thiên lao thẳng về phía mình sắc mặt nhất thời đại biến vội vàng quay đầu bỏ chạy đạo huynh đừng cháy để cho ta ăn tươi ngươi nào thiên vừa đuổi theo vừa kêu lớn chỉ khi nào chúng ta hợp thế mới có thể trở nên vô địch được phong hữu trung từ một bên bước ra nghênh đón thiên mà lúc này ánh mắt trung nhạc khẽ chấp động tế khởi tiên thiên thần đao nhìn về phía linh thai trên thạch đài khi thế toàn thân tăng vọt tứ diệt thần đã phóng tới bên cạnh của linh thai nhìn thấy trung nhạc nhanh như chớp phóng tới sắc mặt không khỏi đại biến lạnh lùng nói bệ hạ người muốn làm gì trong răng sơn của chấm không cần một tôn đạo thần trưởng khống lân hồi âm um, âm um, âm um, âm um. trong chấn động kịch liệt trung nhạc chém xuống một đao táng đao Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 347 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại